Xin chào quý anh chị và các bạn, chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nhà đất Hà Đông. Hôm nay em Thịnh xin giới thiệu với quý anh chị và các bạn một lô đất uh, thuộc khu vực đất đấu giá xứ Đồng sau chùa, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông ạ. Thông tin của tờ đất này là với tổng diện tích là 51,9 m2, hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng đất ở tại đô thị thời gian sử dụng là sử dụng lâu dài lô này thì có mặt tiền là 6m lô góc anh chị em ạ Tại sao em Thịnh lại bảo là lô góc vì phía bên tay trái màn hình là dự án vườn hoa sau đó đến vị trí của lô đất luôn ạ khu đất này thì do hiện tại chủ đang khá là cần tiền thế nên là em Thịnh sẽ cập nhật giá ngày 22 tháng 3 năm 20... 2022 là 80 triệu đồng trên một mét vuông ạ rất là rẻ và rất là thích hợp để chúng ta có thể đầu tư lâu dài vào thời điểm bão giá như hiện tại. Khu đất đấu giá này thì cách mặt đường chính Quang Trung tầm 50m. 50m ạ. Sau khi quy hoạch thì chỉ giới đường to sẽ gần như sát khu đất đấu giá này. Ạ. Khu đất đấu giá nằm rất gần với các bến xe Yên Nghĩa. Gần như là sát vách luôn ạ. Thôi thì em thịnh tạm gọi là hàng xóm của bến xe Yên Nghĩa và tất cả khu đất dịch vụ Yên Nghĩa. À, khu A, khu B còn khu C thì hơi xa phía trước màn hình kia là đường Quang Trung, đường tàu trên cao đấy ạ quý anh chị và các bạn quan tâm đến lô đất đầu giá này thì xin mời quý anh chị và các bạn liên hệ với em Thịnh qua số điện thoại 0936 385 886 em Thịnh có dùng Zalo luôn ạ quý anh chị và các bạn nếu tiện thì hãy kết bạn với em Thịnh để nhận được thông tin cũng như là sổ đỏ của đất ạ xin chào